Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật điều kiện và thu nhập tài sản, hướng dẫn nộp đơn Medicaid cho 50 tiểu bang. Mỗi một video mình sẽ làm 10 tiểu bang. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế do liên bang và tiểu bang tài trợ dành cho những người có thu nhập thấp. Các tiểu bang cùng tài trợ và điều hành các chương trình của mình. Vì vậy, khả năng hội đủ điều kiện để nhận chương trình Medicaid sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi mình sinh sống. Các yêu cầu về khả năng đủ điều kiện nhận Medicaid thường dựa trên thu nhập, độ tuổi, tình trạng bệnh tật, tình trạng mang thai, trẻ em, người già, số người trong gia đình nộp đơn. Các tiểu bang tham gia phải đáp ứng các tiêu chuẩn do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid đặt ra để nhận được tài trợ của liên bang, nhưng họ cũng có nhiều quyền kiểm soát về tính đủ điều kiện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chi trả. Điều kiện thu nhập. Thông thường thì nếu bạn kiếm được ít hơn 100% đến 200% mức nghèo liên bang và đang mang thai, hoặc trong nhà có người già, người khuyết tật, hoặc là bạn là cha mẹ của trẻ em, người phụ thuộc cần được chăm sóc. Vào năm 2023 thì cái mức nghèo liên bang ở tất cả các bang ngoại trừ Alaska và Hawaii, nơi có những cái thu nhập cao hơn, thì 14.580 đồng một năm cho một người. Và trên này là cái bảng thu nhập mức nghèo của liên bang của năm 2023 cho đến 2024. Nếu đủ điều kiện nhận Medicaid về phần thu nhập và tài sản thì bạn có thể đăng ký quanh năm thông qua trang web Medicaid của tiểu bang mình hoặc thông qua trang web healthcare.gov, thị trường bảo hiểm y tế liên bang. Nếu bạn đăng ký Medicaid thông qua healthcare.gov và bạn đủ điều kiện thì chính phủ liên bang sẽ thông báo cho tiểu bang của bạn và cơ quan này sẽ liên hệ với bạn về việc đăng ký này. Các tiểu bang thường cho phép bạn in đơn đăng ký bằng giấy và có thể gửi qua đường bưu điện hoặc là có thể gửi trực tiếp đến văn phòng của sở sức khỏe địa phương. Để hoàn tất đơn đăng ký Medicaid, bạn có thể cung cấp các tài liệu để chứng minh mình là thu nhập thấp như sau: giấy khai sinh hoặc bằng lái xe của mình để làm bằng chứng về tuổi tác và nơi cư ngụ, phiếu lương hoặc tờ giấy thuế gần đây nhất để làm bằng chứng về thu nhập, bản sao kê ngân hàng, checking và saving, những cái giấy tờ để chứng minh về cái địa chỉ mình đang cư ngụ trong cái tiểu bang mình đang ở, và những cái hồ sơ y tế nếu như mình có bệnh tật. Thì Alabama có chương trình Medicaid dành cho trẻ em nghèo, cha mẹ, người chăm sóc, phụ nữ mang thai, người già và người khuyết tật. Chương trình này không mở rộng Medicaid để chi trả cho những người trưởng thành có thu nhập thấp nằm ngoài những nhóm người này. Về yêu cầu thu nhập thì đối với trẻ em và phụ nữ mang thai thì thu nhập hộ gia đình không vượt quá 1.654 đồng cho đến 3.378 đồng một tháng. Đối với cha mẹ và người chăm sóc thì thu nhập không được vượt quá 204 đồng cho đến 417 đồng một tháng. Người cao tuổi và người khuyết tật đủ điều kiện nếu họ kiếm được từ 2.523 đồng trở xuống mỗi tháng và có tài sản ít hơn 2.000 đồng. Để đăng ký thì quý vị có thể vào cái đường link ở dưới này nè. Để đăng ký nha. Về cái tính đủ điều kiện, Alaska đã mở rộng Medicaid để chi trả cho những người trưởng thành từ 19 tuổi cho đến 64 tuổi không đủ điều kiện tham gia các chương trình khác của mình và có thu nhập thấp hơn 133% mức nghèo của liên bang. Ngoài ra có các chương trình riêng biệt với các yêu cầu đủ điều kiện khác nhau dành cho phụ nữ mang thai, dành cho gia đình có trẻ em, có cha mẹ, người già cần chăm sóc. Về yêu cầu thu nhập thì để đủ điều kiện nhận Medicaid ở Alaska, thu nhập không được vượt quá 1.884 đồng mỗi tháng cho mỗi cá nhân và 2.537 đồng mỗi tháng cho một gia đình hai người. Để đăng ký thì cư dân ở Alaska có thể vào cái đường link ở trên này nha. Đây là cái trang web để quý vị có thể vào đây mà đăng ký ha.
Arizona đã mở rộng chương trình Medicaid để chi trả cho những người trưởng thành không đủ điều kiện tham gia các chương trình khác nhưng kiếm được ít hơn 138% nghèo liên bang. Một người lớn độc thân đủ điều kiện tham gia chương trình mở rộng này nếu bạn kiếm được tối đa là 1.507 đồng mỗi tháng. Một hộ gia đình hai người có thể kiếm được tối đa là 2.030 đồng mỗi tháng. Các chương trình riêng biệt dành cho phụ nữ, trẻ em, người thân chăm sóc, người khuyết tật, người già và các hộ gia đình có thu nhập dưới 200% có thể được bảo hiểm trẻ em. Nhưng một số gia đình có thể phải trả chi phí bảo hiểm lên tới 70 đồng tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ và mức thu nhập của gia đình. Quý vị có thể vào cái đường link ở dưới này hoặc là có thể in đơn ra gửi bưu điện đến Bảo hiểm sức khỏe của Arizona. Đây là cái trang online để quý vị đăng ký trên Arizona Medicaid. Cancer Medicaid. Cancer có các chương trình Medicaid dành cho trẻ em nghèo, cha mẹ và người chăm sóc, phụ nữ mang thai, người già, người mù và người khuyết tật. Các cá nhân có thể kiếm được tối đa là 1.481 đồng 20 cent mỗi tháng và một gia đình 4 người có thể kiếm tối đa là 3.569 đồng 60 cent mỗi tháng như một phần của chương trình mở rộng Medicaid của liên bang. Giới hạn thu nhập tăng lên tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình, không giống như các chương trình ở các tiểu bang khác. Người nhận được trợ cấp cho các chương trình tư nhân trên thị trường bảo hiểm y tế thay vì là Medicaid truyền thống. Các thành viên phải tự trả chi phí tối đa lên đến 163 đồng mỗi năm đối với những cá nhân đạt tới 138% mức nghèo của liên bang. Để đăng ký thì quý vị có thể vào cái đường link access@arkansas.gov này để đăng ký hoặc gửi thư đến các trung tâm đi SS tại địa phương của mình. Đây là website accesscancer.gov để quý vị có thể click vào apply, nộp đơn đăng ký cho Medicaid ở Kansas nha. Ngoài ra thì Kansas cũng có những chương trình bảo hiểm y tế dành cho người nghèo mắc những căn bệnh mãn tính. Thay vì chăm sóc ở viện dưỡng lão hay bệnh viện, họ có thể về nhà được chăm sóc và được chi trả những cái khoản tiền này. California Medicaid. Để đủ điều kiện nhận cái chương trình Medical Medicaid ở California chi trả cho những người trưởng thành có thu nhập thấp hơn 138% mức nghèo liên bang và chương trình đặc biệt dành cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người mù, cha mẹ, người chăm sóc và trẻ em. Đây là một số ít tiểu bang có mở ra cái chương trình mở rộng khả năng đủ điều kiện cho nhiều cư dân không có giấy tờ. Bạn có thể nhận được Medicaid với tình trạng tị nạn ở California trong một thời gian giới hạn ngắn. Và về thu nhập thì để đủ điều kiện nhận Medical nếu bạn độc thân và kiếm được 18.755 đồng một năm. Một gia đình 4 người có thể kiếm được tới 38.295 đồng một năm vẫn đủ điều kiện để nhận chương trình Medicaid Medical ở California. Để đăng ký thì quý vị có thể vào đường link www.covercea.com hoặc là gửi thư trực tiếp đến các cơ quan dịch vụ của sở sức khỏe địa phương hoặc gọi số điện thoại 1-800-300-1506. Ngoài ra thì chương trình Medical dành cho các gia đình có thu nhập thấp từ 160% đến 266% không phải trả một đồng bảo hiểm nào, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2022. Quý vị cũng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của mình trên cái trang web californiacover.com này. Chương trình Medicaid ở Colorado bảo hiểm cho trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc, phụ nữ mang thai và người lớn không có trẻ em phụ thuộc, có thu nhập trong hộ gia đình không vượt quá 133% mức nghèo liên bang. Các chương trình riêng biệt dành cho người già và người khuyết tật. Về thu nhập thì một gia đình có hai người lớn từ 19 tuổi đến 65 tuổi có thể có thu nhập 2.030 đồng một tháng. Một gia đình hai người có một đứa con dưới 18 tuổi có thể kiếm được đến 2.167 đồng mỗi tháng. Một gia đình hai người với một người phụ nữ mang thai có thể kiếm tới 2.967 đồng mỗi tháng. Một số người nhận chương trình Medicaid ở Colorado có thể phải trả các khoản đồng thanh toán với một số tiền là 2 đồng cho mỗi lần khám bác sĩ.
Phụ nữ mang thai và trẻ em được miễn phí các khoản đồng thanh toán này. Quý vị cũng có thể vào cái đường link pickcolorado.com hoặc là gửi những cái mẫu đơn qua đường bưu điện đến những cái văn phòng sức khỏe hoặc gọi điện thoại số 1-800-221-3943 để xin nộp đơn và giúp đỡ. Connecticut Medicaid là tiểu bang đầu tiên mở rộng chương trình Medicaid cho người lớn có thu nhập thấp ở mức 138% mức nghèo liên bang. Có các chương trình riêng đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai, cha mẹ, người chăm sóc, trẻ em, người già và người khuyết tật. Một người đủ điều kiện để nhận chương trình Husky D, gọi là nhóm mở rộng của Medicaid, nếu họ kiếm được ít nhất là 1.563 đồng mỗi tháng. Phụ nữ mang thai đủ điều kiện nếu thu nhập của họ dưới 6.802 đồng cho một gia đình 4 người, tính cả thai nhi. Cha mẹ và người chăm sóc trong gia đình có 2 người đủ điều kiện nếu như họ kiếm được không quá 2.442 đồng mỗi tháng. Quý vị có thể vào cái đường link connecticut.city.gov để đăng ký. Đây là trang website của Connecticut Medicaid để quý vị lên đây và đăng ký nha. Các bạn cũng có thể gọi số điện thoại 1-800-221-3943 nha để nộp đơn và xin giúp đỡ. Tiểu bang Delaware đã có chương trình Medicaid mở rộng để chi trả cho những cư dân có thu nhập thấp lên đến 138% mức nghèo liên bang. Cha mẹ và người chăm sóc đủ điều kiện nếu họ đạt được 87% mức nghèo liên bang. Phụ nữ mang thai đủ điều kiện nhận Medicaid khi họ kiếm được ít hơn 212% mức nghèo liên bang. Nó có chương trình đặc biệt dành cho người phụ nữ mang thai, cha mẹ, người chăm sóc, người già, người khuyết tật và trẻ em. Về nhu cầu thì một người trưởng thành độc thân có thể kiếm được tối đa là 1.507 đồng mỗi tháng. Phụ nữ mang thai có thể sinh con có thể kiếm tới 2.402 đồng mỗi tháng. Để đăng ký, quý vị có thể vào đường link assistdss.delaware.gov hoặc số điện thoại 1-800-372-2022. Ngoài ra thì Medicaid ở Delaware cũng trả cho những cái chi phí đối với những bệnh nhân bị bệnh mãn tính như là bệnh thận giai đoạn cuối hoặc những cái việc dịch vụ chăm sóc tại nhà. Chương trình Medicaid ở Colombia, Washington DC là một trong những chương trình Medicaid hào phóng nhất Hoa Kỳ, bao gồm những người trưởng thành có thu nhập thấp, mức thu nhập lên đến 215% mức nghèo liên bang. Việc mở rộng bao gồm những người trưởng thành không có người phụ thuộc trong gia đình và có thể kiếm tới 2.434 đồng 88 cent một tháng khi tự mình đăng ký. Cư dân Washington DC cao tuổi, mù hoặc khuyết tật sẽ đủ điều kiện nếu họ kiếm được thu nhập 100% mức nghèo liên bang hoặc 1.132 đồng mỗi tháng cho một cá nhân. DC cũng bảo hiểm cho phụ nữ mang thai có thu nhập lên đến 319% mức nghèo liên bang hoặc 4.943 đồng 70 cent hàng tháng cho một hộ gia đình 2 người và cha mẹ người chăm sóc có thu nhập lên đến 216% mức nghèo liên bang hoặc là tương đương 3.295 đồng cho một hộ gia đình 2 người. Để đăng ký thì quý vị có thể vào cái đường link dchealthing.com hoặc là có thể đến các trung tâm sức khỏe địa phương để đăng ký. Ngoài ra thì chương trình cũng có các cái dịch vụ tiết kiệm cho chương trình Medicare dành cho người vượt quá giới hạn thu nhập. Đây là cái trang web đường link để quý vị có thể vào đây mà đăng ký cái Medicaid ở Washington DC, Colombia nha. Tiểu bang Florida có chương trình Medicaid dành cho cha mẹ, người chăm sóc nghèo khó, trẻ em, người già hoặc người khuyết tật, người nhận nuôi dưỡng trước đây và những người không phải là công dân đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế. Và nó không mở rộng chương trình Medicaid này cho những người lớn mà không có trẻ em hay người phụ thuộc trong gia đình. Người lớn có con cái phụ thuộc trong gia đình có thể kiếm đến 3.030 đồng một tháng cho một gia đình 3 người. Người phụ nữ mang thai đủ điều kiện có thể kiếm đến 3.551 đồng một tháng cho một gia đình 3 người, bao gồm cả thai nhi. Những người mù và người khuyết tật đủ điều kiện có thể kiếm đến 1.084 đồng mỗi tháng với tài sản lên đến 5.000 đồng.
Để đăng ký thì quý vị hãy vào cái đường link www.myflfamilies.com hoặc gửi đơn giấy đến các trung tâm của sức khỏe địa phương. Ngoài ra thì Florida Medicaid còn hỗ trợ cho những cư dân không đủ điều kiện nhận Medicaid nhưng có những cái hóa đơn về y tế, chương trình dành cho những người khuyết tật và giá cả cho những cư dân không đủ Medicaid này. Các bạn có thể vào cái đường link trên này là cái trang chính thức của Sở Sức Khỏe Florida để mình có thể click vào đây mình đăng ký những cái đơn cho Medicaid nha. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn quý vị.